Khoa và Hà Hương xin được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh số phát sóng ngày 27 tháng 2 năm 2024. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý khán giả, trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn vừa qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã có nhiều hoạt động nhằm chăm lo thiết thực cho đoàn viên người lao động. Xin mời quý khán giả cùng điểm lại trong chuyên mục theo dòng sự kiện ngay sau đây. Trong chuỗi chương trình chăm lo Tết dành cho đoàn viên người lao động, Công đoàn ngành giáo dục thành phố đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Tri Ân năm 2024 tại trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận. Trong chương trình, Công đoàn ngành đã trao những phần quà chăm lo Tết cho 147 gia đình đoàn viên công đoàn, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng. Tổng số tiền chăm lo trong chương trình là 102 triệu 900.000 đồng. Với cương vị là chủ tịch công đoàn cơ sở, ngày hôm nay tôi được mời đến cùng với các đoàn viên của đơn vị của tôi để tham gia cái chương trình là Tết Sum Vầy Xuân Tri Ân của Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thì tôi cảm thấy thứ nhất là rất là vui, rất là xúc động và cảm thấy rất là ấm áp với cái chương trình rất là ý nghĩa như thế này. Tôi cũng mong rằng là Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Giáo dục Thành phố sẽ còn tổ chức nhiều cái chương trình có ý nghĩa hơn nữa để có thể là động viên tinh thần của đoàn viên người lao động và để họ cảm thấy rằng là có cái sự quan tâm rất là chu đáo từ các cấp ban ngành, đặc biệt là tổ chức công đoàn. Với người lao động, họ sẽ cố gắng để có thể nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa đối với đơn vị và cũng như là tin tưởng vào tổ chức công đoàn để tổ chức công đoàn sẽ mãi là cái niềm tin của người lao động. Bên cạnh tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Tri Ân, trong đợt chăm lo dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay, Công đoàn ngành giáo dục thành phố đã trao tặng 942 phần quà với tổng kinh phí chăm lo hơn 619 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn ở các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện ngoại thành và các công đoàn, các trung tâm trực thuộc. Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn vừa qua tại khu du lịch Văn Thánh, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Tri Ân năm 2024 cho 100 hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa về quê đón Tết, đến từ 7 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty. Trong chương trình, các gia đình đoàn viên được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các tiết mục biểu diễn văn nghệ, múa lân sư rồng, thưởng thức các món ăn ngon ngày Tết. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 100 phần quà trị giá 1 triệu đồng mỗi phần cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn đã chăm lo cho 6.259 đoàn viên công đoàn trị giá 500.000 đồng mỗi người. Đây là cái chương trình của công đoàn. Riêng tổng công ty thì được phân bổ 100 suất chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì đây là việc làm cũng hết sức ý nghĩa. Trong năm nay thì phải nói là họ phấn khởi, với kinh tế nó cũng bắt đầu hồi phục. Thì người lao động của tổng công ty cũng được chăm lo Tết, mỗi người cũng được một tháng lương. Tôi xin đại diện tất cả anh em công nhân là cảm ơn Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Tổng công ty đã có cái chương trình giúp cho những anh em có một mùa xuân thật ấm áp và yên vui. Vừa qua, 250 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng dẫn đến giảm thu nhập trên địa bàn quận 8 đã được chăm lo trong chương trình Tết Sum Vầy Xuân Tri Ân năm 2024 do Liên đoàn Lao động quận 8 tổ chức. Chương trình diễn ra tại Công ty Cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng. Trong chương trình, các gia đình công nhân đã cùng nhau quây quần thưởng thức bữa cơm tất niên với các món ăn ngon ngày Tết và được lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận 8 chúc Tết động viên. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã trao tặng những phần quà đến với 250 hộ gia đình, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Năm nay, sau năm trước thì do cái kinh tế năm 23 gặp nhiều khó khăn và một số đơn vị thì không có đơn hàng nên người công nhân là bị ngừng việc. Nên năm nay cái tập trung của công đoàn cơ sở là tập trung chăm lo đối tượng mà do không có đơn hàng phải mất việc, nghỉ việc. Thì năm nay cái đối tượng đó là đối tượng quan tâm chăm lo của công đoàn cơ sở như công đoàn quận. Cảm xúc rất là vui vì bên liên đoàn đã chăm lo được cái Tết rất đầm ấm và những cái bữa ăn đầm ấm tuyệt vời như thế này. Và cũng mong là bên liên đoàn ngày càng vững mạnh hơn để chăm lo cho những công đoàn xa quê như hôm nay. Năm nay nếu là được 3 lần rồi đó, tôi nhận được 3 lần ở đây rất là vui á. Tại vì mỗi năm mình được phần quà gì cũng về quê ăn Tết vui lắm. Kính thưa quý khán giả, trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, lãnh đạo đảng và nhà nước đã có nhiều sự quan tâm chăm lo cho người lao động của Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua những buổi thăm hỏi chúc Tết để giúp cho đoàn viên người lao động có thêm nguồn động lực để tiếp tục làm việc, cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
Xin mời quý khán giả cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấm áp ấy ngay sau đây. Vào đầu tháng 2 năm 2024 vừa qua, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết công nhân người lao động và các hộ dân khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức trong chương trình Tết Sum Vầy Xuân Tri Ân năm 2024. Trong chương trình, Chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chúc mừng năm mới đến công nhân người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã trao 500 phần quà tới công nhân người lao động, những hộ gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên người lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Nhà văn hóa lao động quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã động viên chúc Tết người lao động, đồng thời trao 99 phần quà trị giá 1 triệu đồng một phần cho công nhân đang gặp khó khăn do doanh nghiệp không có thưởng Tết của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Vietsin. Trong dịp Tết cổ truyền vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú đã tổ chức chương trình thăm hỏi và tặng quà đoàn viên công đoàn người lao động trên địa bàn quận. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Chương trình đã trao tặng 300 phần quà, mỗi phần trị giá 1,3 triệu đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tân Phú. Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và quận đoàn Tân Bình tổ chức hội thi gói nấu bánh tét mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Hội thi được diễn ra sôi nổi với hai nội dung gói và trưng bày bánh tét với 19 đội đăng ký tham gia đến từ 15 phường và 4 chợ. Hơn 200 đòn bánh tét thành phẩm từ hội thi và 300 đòn bánh tét tiếp nhận thêm từ các công đoàn cơ sở khác sẽ được dành tặng cho các hộ gia đình khó khăn, đoàn viên công nhân lao động khu nhà trọ, không có điều kiện về quê đón Tết trên địa bàn quận Tân Bình. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 13 giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia hội thi. Đơn vị của mình là chuẩn bị lá ngày hôm qua. Rồi khuya là mình thức dậy là mình nấu nhân xong rồi mình gói nhân rồi bắt đầu qua lại mình mới ngâm nếp, mình gút nếp, mình vô gia vị là xong là cái mình lên đây mình gói là tạo được cái không khí vậy là nhớ lại cái truyền thống ngày xưa của gia đình của ông cha mình là bánh chưng, bánh dày. Lan tỏa những cái tình cảm, những cái món ăn truyền thống của Việt Nam tới những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Cho nên chúng tôi rất là vui, rất là hạnh phúc khi được tham gia cuộc thi gói bánh này. Tôi là muốn mang những cái tình cảm của mình đến với mọi người khi chưa được thưởng thức những món bánh chưng, bánh tét lần này. Ngày 14 tháng 2, hội thi vẽ tranh cành cọ mùa xuân lần thứ 30 do Cung Văn hóa Lao động thành phố tổ chức với chủ đề Hành động vì môi trường xanh sạch đẹp, vì thành phố văn minh đã được diễn ra. Hội thi thu hút hơn 550 thí sinh là các cháu thiếu nhi đến từ 99 trường tiểu học, trung học cơ sở, công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố. Đây là một hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho con em công nhân viên chức lao động thành phố, cổ vũ sự đam mê hội họa và tạo điều kiện cho các em có năng khiếu hội họa, phát triển tài năng. Ban tổ chức đã trao 51 giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc và 6 giải phong trào cho những tập thể đơn vị có nhiều thí sinh tham gia. Dạ còn cái xúc hơi hồi hộp, tại cái này cũng là giải đầu tiên của con thi á, cũng có một phần là vui tại vì cũng mang về một chút hạnh phúc cho gia đình. Chuẩn bị của em là tranh của em sẽ là cùng gia đình đón giao thừa. Ý nghĩa của em là em có thể gắn kết thì tình cảm của gia đình chú em có thể gắn kết lại với nhau năm mới xung vầy. Vừa qua, một kỷ lục mới đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận ngay tại quận Bình Tân. Một kỷ lục đông đầy tình cảm mang ý nghĩa sâu sắc, san sẻ yêu thương của các cấp công đoàn thành phố dành cho người lao động. Để biết kỷ lục đó là gì, thì xin mời quý khán giả theo dõi ngay sau đây nha. 1.000 phần thịt kho hột vịt dành tặng cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, được làm từ 347 ký thịt và 4.000 quả trứng, với tổng trị giá là 260 triệu đồng. Những con số ấn tượng này nằm trong chương trình thịt kho hột vịt cho công nhân người lao động do Liên đoàn Lao động quận Bình Tân phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Tươi Mart thực hiện và vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục với nội dung phục vụ thịt kho hột vịt cho nhiều công nhân lao động nhất Việt Nam.
Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Thông qua việc công nhận kỷ lục sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự tương thân tương ái, phát huy sức mạnh tập thể trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên người lao động và những trường hợp khó khăn trong cộng đồng. Chương trình Tết cho em lần 3 năm 2024 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đã được diễn ra vừa qua tại công viên văn hóa Đầm Sen. Chương trình đã mang đến không khí vui tươi, nhộn nhịp và không khí mùa xuân đến cho con em đoàn viên người lao động của thành phố. Chương trình đã chăm lo cho 500 cháu thiếu nhi là con đoàn viên người lao động, trong đó có 152 cháu là con đoàn viên công đoàn mất do dịch bệnh COVID-19, 348 cháu là con công nhân lao động bị giảm thu nhập, con công nhân lao động trực tiếp sản xuất, con đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí của chương trình là 625 triệu đồng. Thưa quý khán giả, chương trình Tấm vé nghĩa tình là một hoạt động thường niên do các cấp công đoàn thành phố tổ chức nhằm hỗ trợ người lao động được về quê đón Tết cùng gia đình. Tết cổ truyền đã trôi qua, nhưng những ấm áp mà chương trình Tấm vé nghĩa tình mang đến vẫn còn ở lại trong tim của những đoàn viên được nhận vé. Xin mời quý khán giả hãy nhìn lại những hình ảnh ấm áp ấy ngay sau đây nhé. Trong khuôn khổ chương trình Tấm vé nghĩa tình do các cấp công đoàn thành phố tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, vào ngày 6 tháng 2, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đã tổ chức chương trình Tấm vé nghĩa tình tiễn công nhân về quê đón Tết. Trong chương trình Tấm vé nghĩa tình năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đã tổ chức 5 chuyến xe về các tỉnh từ Bình Định đến Thanh Hóa. Qua đó trao tặng 179 vé xe cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Khi được nhận được tấm vé nghĩa tình này, tôi cảm thấy rất là vui mừng và hân hoan. Và cũng xin thay mặt các anh chị đoàn viên công đoàn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức cùng các nhà tài trợ đã trao tấm vé nghĩa tình giúp cho các anh chị đoàn viên cũng như tôi được về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và quận đoàn Gò Vấp tổ chức chương trình Chuyến xe nghĩa tình, đưa 270 đoàn viên công đoàn người lao động về quê đón Tết. Với 6 chuyến xe đi các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Thanh Hóa. Bên cạnh việc miễn phí vé và ăn uống trong suốt chuyến đi, đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân, người lao động còn nhận được thiệp chúc Tết và những phần quà Tết ấm áp. Cũng trong dịp Tết cổ truyền vừa qua, tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố đã diễn ra chương trình Chuyến xe mùa xuân, tiễn công nhân về quê đón Tết. Chương trình do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn và Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Chương trình đã đưa tiễn 1.500 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết tại 14 tỉnh thành. Vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Chuyến bay công đoàn xuân 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã được diễn ra nhằm tiễn 50 công nhân về quê đón Tết. Đây là những đoàn viên người lao động có thành tích xuất sắc trong năm qua, được nhận vé máy bay về quê đón Tết. Chuyến bay công đoàn xuân 2024 được diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2 năm 2024, đưa công nhân bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng. Rất là cảm ơn công đoàn mà đã giúp đỡ và những anh em công nhân trong các công ty để về quê đón Tết đến gia đình. Rất là cảm ơn. Bây giờ là về thăm ông bà ở quê rồi là tất cả anh em trong gia đình. Về quê thì cũng là ao ước của nhiều người, nhưng mà khi mà mình lại nhận được cái món quà nữa, cho nên mình rất là vui, bởi vì nó đã bớt cho mình được một cái gánh nặng. Thì cũng rất là cảm ơn công đoàn, bên công đoàn đã tạo điều kiện cho tụi em. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tấn Khoa và Hà Hương xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát sóng lúc 7:40 thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.